Hello, xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Mình là Tấn đây. Còn đây là mẹ mình, cậu Tấm ốm. Sáng hôm nay thì nhà mình hai mẹ con ăn xôi, sáng ăn xôi, tối ăn sang. Ăn chừa cơm nè cả nhà ơi. Sáng dự định là nấu xôi ăn sáng xong rồi mình đi câu cá mà sáng câu hết 2 cây ốc xích rồi. 4.000 bạc rồi, không vô. Rồi giờ mình ăn xôi đi, xíu mình tính sao. Ăn xôi lá cẩm đậu xanh nha mọi người. Này là muối mè. Này là dừa. Dừa dừa này là dừa gặn, nó gần dừa gám ở đây mình kêu là dừa gám á, là nó gần cứng á. Đây. Rồi. Nó gần khô chứ. Cái này thường thường mọi người đi bán đi chợ thấy người ta bán là để trong cái bánh tráng á, là cuốn lại. Này muối mè chứ này mình gan chuẩn luôn. Chuẩn luôn à, chuẩn vị luôn à. Rồi. Xong rồi cả nhà nha. Đổ nhiều béo. Mẹ phải thêm nữa. Phải chan ít quá phải mình chan. Ừ. Chan thêm còn nhiều. Nay nghe sau giờ cơm đi. Cậu cá không dính này. Giờ trừ cơm chứ sao giờ cá không dính. Kìa tha kìa. Thứ gì chị nổi với nó không? Để lên thùng rác. Thôi ra. Cậu bị đòn phá quá trời phá. Nè cho liền găng nè. Nào dừa đi. Đó. Thôi chứ ngậm mà chả được miếng đó. Quý thì chứ. Rồi ăn sáng rồi mọi người ơi. Hết nào. Lại vậy mà. Ừ. Gắn ăn chừa cơm nha. Này ăn dễ ngán lắm mà. Nếu trời mẹ biết sao ngán không? Cái béo. Có đậu xanh này, có dừa. Ừ. Có gì, đậu xanh cũng béo. Dừa cũng béo. Rồi nếp cũng béo. Sáng dẻo. Sáng ăn dĩa này là đi ngủ nó chưa luôn. Anh ngủ uống nước. Đi cấy. Hồi sáng mình ăn xôi rồi, bây giờ là mình ăn sang. Sáng ăn xôi là tối ăn sang. Rồi. Ôi, cua vàng đẹp dễ mà. Đây là hai con chim bồ câu. Trên này mẹ mình sẽ nấu cháo ăn. Đó, mập, mập ghê không? Ghê chưa? Ghê chưa con mèo chưa? Mập thù lù luôn. Cái gì? Nói gì? Hả? Bé ba quậy chóng hả? Thôi, trời. Gì? Nó quậy trong cái gì? Không được. Nó đang ngồi nhìn mấy con chim hồi sáng giờ. Ngồi đó nãy giờ cũng 15 phút rồi. Đó,
bắt quá trời. Ủa rồi xanh ít vậy mẹ? Được rồi, nó đều luôn đó, nhiều quá nó thấy đậu, đậu xanh là trước khi nấu á mình ngâm nó qua đêm nha mọi người, nó nở mau nở chứ không ngâm nó bị sượng. Mẹ lụm đậu đá cả nhóc luôn. Đậu thịt đây nè ha, đậu đưa đó mẹ. Mẹ nhà hai con cái nha, hàng máy chim mà là cái hai con máy. Ăn một câu bữa nay mình ăn này nữa rồi, rồi còn gì ăn nữa đâu, quay trở lại ăn cá, cá câu cũng dính hết kìa. Này là mình có gừng tỏi và hành tím bằm. Rồi bây giờ là mình đi ốp câu biết nhiêu con ta, 60.000 con. Con đó bỏ có mua về tính cho nó bắt cặp. Ai nhà một con cái nữa kêu lựa con trống lựa nữa, quên nó cái luôn. Chút nước mắm cho thơm. Một hồi nó đẻ một lần bốn, một cặp đẻ 4 trứng là mình nghi rồi. Cái mình đập cái trứng nó ra sao thấy nó ngồi. Cái này lát nữa là cháy. Còn giờ này là mình ướp. Cái đó kêu cháy hành để lên mặt chảo. Chuyên nghiệp nè. Vậy chứ mà cầm ra ngoài cái mương mà không dám bắt vậy á. Trời ơi. Tâm lý. Sợ nha. Sợ được á. Mẹ. Mẹ ở đây chứ mà làm cầm ra cái mương mà đâu dám bắt. Mình thui vậy nè, cái mình nấu hồi nó thơm á. Thấy mẹ thui hay không? Thui gom là ngon ha. Gạt không có gom mới thui bằng cái khè. Rồi để đây đi cắt rau hầm. Dạ, hôm nay mình ăn tới cái ô salad. Trời ơi, hôm bữa thấy nhỏ xíu mà hôm nay nó bự ha. Màu quá. Nè, như ví dụ như cái ô này bây giờ nó nhỏ nè, phải nhìn chậm từng lẽ sau mọi người thấy nó sẽ bự liền. Hai ô này nè, một bên là mồng gà, một bên là cái thìa salad này ăn cơm tấm nè, trộn salad hay là gì, cuốn bánh xèo, cuốn bánh cọt, chấm cá kho, ăn hủ tiếu. Để vô. Để là mẹ mình hái đi ra con gấu làm gì ngoài. Gà này nó hái bông, hái hoa mắt bướm gì ngoài này. Gà này nó rủ với ba ra đây chơi nha. Làm gì ngoài này vậy? Hả? Quăng cái banh bông đó chơi này. Thân như con trâu vậy đó ra càng. Đi đâu? Vậy đó cái phần là thơm nhất là cháo nè. Gừng với củ hành. Mọi người thường thường á, là nuôi bồ câu mà sợ nó bỏ nhà đi theo đàn khác á. Đây cũng là cái cách nó không, nó không buồn bỏ nhà đi. Nhỏ lâu sạch sẽ, thui nó vàng lên rồi nó tắt đi. Còn cái này thui vàng đẹp lắm nè. Thịt nhiều lắm. Nãy nó mấy lần luôn. Đây phụ bếp đây ha, được chưa? Yeah. Mình xào vậy hồi mình để cho cháo ok
câu này là mình nuôi, bộ câu mình nuôi là bộ câu Pháp. Loại bộ câu nó bộ câu gà, bộ câu nó bự hơn con gà vậy đó. Bộ câu nó không có bay. Nó hay đi dưới đất không ạ? Mình bị dính cái tiếng của mút nè, rồi cái tiếng của bong bóng á, nó mà nghe cái nó cục liền. Ủa gạo này mình nấu gạo nhà hay mua gạo khác nè mẹ? Mua đó, gạo nhà mà. Gạo nhà mình nấu nó không có đỡ mà. Tiêu lên chấm với mắm trong nha mọi người. Đây. Đây. Thêm cái đặc ớt vô nè. Mấy này để vô trong nồi. Rồi xong đó, để ăn lên cả nhà. Chỉ giao thêm. Thấy cái đồ gà đang đựng xương. Gì đó. Xong rồi mời cả nhà dùng cháo với mình nha. Công nhận. Rau thêm cái này. Lấy cái này thì chứ cái đó là xào đựng xương đủ mà. À. Rau nhà để cho nhiều vô ăn. Ngon. Thật chả. Ừ. Giòn xương rồi giòn đó. Rồi mời cả nhà nha. Mình thích ăn đậu xanh nhiều và mẹ mình nấu đậu xanh ít hả? Mà nó mới ăn xôi, ăn đậu xanh ngán cho nên nấu ít. Đậu xanh nhiều nó béo. Hồi nhỏ mình thấy cái đậu xanh, đậu xanh mình nói là nấu chè. Nhiều lắm không? Hồi nhỏ ăn cháo cốc á, nó nấu chè cốc. Cháo đậu xanh bồ câu ngon quá. Cái cháo này chứ hồi ra đẩy dậy cho đất cái là bột tiếp mau lắm. Cháo thì nhớ rồi bà nội con bệnh cháo, cái mẹ kêu thôi má ăn cơm đừng để nhau cháo biết mình nói điện mình luôn yếu mà nội nó mẹ anh làm biến nấu ha làm biến nấu hay gì nấu cháo để nấu cơm rồi nấu cơm tới chừng thì thác kêu ăn cơm mấy nào cũng chịu rồi giờ tới bà ngoại cũng vậy nữa cháo dễ ăn nghe lời thì thác chứ nhà nói không chịu thường là người già vậy á thêm miếng nước mắm vô ngon gọi bác sĩ kêu ngủ là ngủ á đúng rồi đó kêu ăn gì ăn đấy đó ở nhà thì nói không chịu. Bữa nay với chợ cũng liền mà dân gì không tỏ à cái phút đi tôi dùng trên khu công nghiệp trên Vĩnh Long quá trời ngày bốn mấy là chục ca có bữa lần tám mấy gần cái trăm ca. Nguyên khu công nghiệp mấy ngàn người mà vào phú quá bạn nói cái gì công ty xuân gì cũng có bị nữa kìa tỷ sưng ở chỗ nào đó
ngay cái đó. Đây, hai bữa nay nắng lại đó mọi người. Mấy bữa mà trời mưa làm vườn đã luôn. Mà có con cái mới xách đồ ra làm chừng 2-3 cuốc cái mưa chạy vô. Trời chớp chớp ấy, xạo không? Xin chào mọi người, mình là Tính. Nếu thấy thích video này, mọi người nhớ nhấn like, share video này và đừng quên để lại một bình luận để ủng hộ mình nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.